Hello chào mọi người. Hôm nay mình sẽ bình luận về chủ đề nhận định bóng đá về trận đấu giữa Auburn và Stuttgart. Sau đây tôi sẽ nhận định về trận đấu giữa Auburn và Stuttgart sẽ diễn ra vào lúc 1:30 ngày 11 tháng 5 trong khuôn khổ vòng 33 Bundesliga 2023-24. Sau đây tôi sẽ phân tích về các thông tin lực lượng, đội hình dự kiến và phong độ của cả hai đội. Đầu tiên là phong độ của hai đội. Ở vòng đấu trước thì Stuttgart sắc sắc đánh bại Bayern với tỷ số 3-1 ngay trên sân nhà. Thắng lợi này giúp Stuttgart duy trì được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Bundesliga với 67 điểm. Bên cạnh đó, họ còn tạo ra sức ép lớn với chính Bayern khi thu hẹp khoảng cách giữa đôi bên xuống còn 2 điểm. Như vậy, Stuttgart hoàn toàn có thể nghĩ tới vị trí Á quân khi mùa giải này hạ màn. Và tại vòng 33, Stuttgart sẽ đá sớm nhất và đối thủ của họ là đội chủ nhà Auburn. Lúc này, Auburn đang đứng thứ 9 khi có 39 điểm. Họ vẫn đang mơ về một suất dự playoff UEFA Conference League 2024-25 khi chỉ kém vị trí thứ 6 của Frankfurt có 6 điểm. Vấn đề nằm ở chỗ, Auburn chỉ thắng 1 trên 5 trận gần nhất, còn với Stuttgart, họ chỉ thua một trận trên 5 trận vừa qua. Rõ là phong độ của hai bên là quá chênh lệch. Chưa hết, thành tích đối đầu trực tiếp giữa Auburn và Stuttgart vẫn nghiêng hẳn về phía câu lạc bộ có biệt danh là Thiên Nga Trắng. Stuttgart thắng 5 trên 7 trận gần nhất khi gặp Auburn. Hai trận còn lại thì một hòa và một thua. Rõ ràng, Auburn không có mấy lợi thế khi đối đầu với Stuttgart. Nhiều khả năng Stuttgart vẫn có 3 điểm ở trận đấu này để tạm chiếm vị trí thứ 3 của Bayern. Và về thông tin lực lượng của hai đội, ở trận này, Albert vắng Daehem, Jensen, Redbekay, Gunny, Offord và Farmiga vì chấn thương. Trong khi đó, Stuttgart không thể sử dụng Massimo Elop, Valoman, Benedetto, Galadou và Nate. Và Auburn sẽ dự kiến ra sân với đội hình 3-4-3 gồm Cobek, Guriller, Bayer, Dukai, Mbappu, Brithau, Maier, Pedersen, TS, Vargas, Demichovic. Stuttgart dự kiến ra sân với đội hình 4-4-2 gồm các cầu thủ Nubel, Stengen, Anton, Ito, Mittensat, Llewellyn, Glazer, Dahoud.